Xin chào các bác nhá. Nay em có cái âm ly mini của dàn đến không? Hiện tại là hàng bãi về nhưng mà nó cái đĩa CD của nó đang không đọc được. Thì bây giờ em sẽ tháo ra kiểm tra thử và xử lý nhá. Đấy, hiện tại là nó không đọc đĩa. Tắt đi, em bé tắt đi. Tháo ốc bỏ kiểm tra nữa. Rút điện ra nhá. Tháo hết các ốc bên hông này, đằng sau nữa. Rồi, sau khi em đã tháo xong vỏ và ốc của cái cục dàn thì mình xem ở bên trong. Hiện tại là ở bên trong cục dàn ly này nó có kết cấu khá là phức tạp. Thì để mà mình nhìn được cái phần CD ở bên dưới để mình kiểm tra xem đĩa còn chạy hay không thì bây giờ mình lại phải tháo cái phần khung sắt ở trên cộng thêm theo cái mặt này ra thì mình mới xem được là cái CD nó hoạt động như nào. Ngoài ra mình còn cần cần kiểm tra xem cái mắt CD nó còn hoạt động hay không, nó bị bẩn hay là nó đã không còn hoạt động nữa. Thì bây giờ mình lại phải tháo tiếp, đây là phải tháo các con ốc để bắt cái vị trí khung rồi nha. Đây là những con ốc, đây là ở bên hông nữa, đây là đây đây. Ngoài ra thì mình còn cần cả tháo cả cái mặt này nữa thì mình mới xem được. Thì ốc mặt thì đằng phía dưới nó có ba con ốc nữa, phía dưới đây có ba con ốc đây, và mình cần phải rút cái núm ra thì lúc đấy mình mới tháo được mặt. Ở trên cái núm volume này thì nó có thêm con ốc ở đây nữa, các bạn cần phải tháo ở đây nữa thì mình mới rút được cái mặt này ra nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo tiếp, thì sẽ tháo cái núm mặt trước, cái hạt âm ly trước. Phía trên này có hai cái ốc này, một con này, còn đây cho đến hai bên. Ở bên hông có hai con ốc đây. Đấy nữa, đấy âm ly có ba nốt mình tháo luôn.
Theo mình sẽ tháo bên này ạ. Đây. Đi đến ông cùng bộ đàn cao cấp. Mà bãi về khả năng là trong quá trình vận chuyển nó có thể nó sẽ bị bẩn, chưa chắc nó đã bị chết cái mạch. Đấy. Mình tháo nắp đi nữa nha. Không vừa. Trước khi mình mang lên thợ nhờ họ sửa thì mình có thể tự kiểm tra tại nhà để xem là nó bị lỗi gì. Nếu mà trong những lỗi nhẹ thì mình có thể tự xử lý. Rồi thì sau khi mình tháo cái mặt ra, quay lúc tháo cái mặt ra và một cái khung tre ở trên đây thì mình tháo ra, thì bây giờ mình sẽ tháo luôn cả cái mặt này ra nữa, cái mặt bo mạch này này, vì cái đĩa nó ở phía bên dưới, cái mắt thần nó bên dưới thì mình phải tháo ra. Quá trình tháo thì mình cẩn thận chút, tránh nó va chạm vào các cái linh kiện bên trong, nó làm hỏng cái bo mạch. Mình chỉ tháo ốc ra để mình kiểm tra thôi, chưa cần mình rút rắc ra vội. Đâu còn có nữa. Rồi mình cần phải thử nữa. Tạo ra cái lọt mới nhìn nữa. Rồi thì sau khi mình đã tháo các con ốc của cái bo mạch rồi thì bây giờ mình lại phải tháo cái rác ở đây ra này, cái cáp ra này, cáp đây ra nữa đây, rác ở đây ra này, thì mình nhấc cái bo này lên trên, tạm thời để lên trên đã. Đấy, sau khi để bo trên thì mình muốn lấy được bỏ ra xem con mắt CD nữa thì lại phải tháo thêm một số con ốc để tháo cả cái bộ cơ này dịch ra ngoài thì mình mới kiểm tra được. Thì nó có 4 con ốc nhé, đây này, một con ốc đây này, một con đây nữa này. Đấy, bên này thế, một con đây, bên trong một con đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tháo ra nhá để kiểm tra. Rồi, sau khi đã nhấc được bộ cơ ra, đây là cái bộ cơ đọc đĩa CD. Đây, con mắt bên trong.
có CD đây. Cái này nó dùng mắt đây này, bộ cơ mắt suy của nó đây đấy. Đây là cái motor nhá, motor ra vào. Còn cái này là cái bộ trượt, đây cái mắt nó bên trong này. Đây, nhìn cái này thì rõ hơn. Mình sẽ lấy cái bông vệ sinh qua cái mắt đi đã nha. Cái thấu kính nó bên trong, nhiều khi cái thấu kính nó mờ, mắt nó không đọc được. Còn nếu mà muốn xử lý sâu hơn thì mình lại phải tháo cái thần, cái thấu kính bên trong cơ. Vệ sinh rồi. Ngoài ra ở trên cái CD này nó còn một cái phần chỉnh laser ở mắt. Mình sẽ kéo này ra một chút cho các bạn nhìn nhá. Cái này thì trước khi mình chỉ muốn chỉnh cái này ấy, đây này, đây nhìn hình cái vi không, thì trước khi mà mình muốn chỉnh được cái này ấy, thì các bạn phải đánh dấu đã vị trí cũ của nó. Và khi mà mình chỉnh thì mình chỉ chỉnh tí một thôi, lên xuống một tẹo thôi để mình kiểm tra, xong mình phải kiểm tra lại CD. Nếu không thì mình chỉnh quá là cái mắt đọc này sẽ nhanh già và nó sẽ nhanh hỏng. Đây, đây là cái phần chỉnh laser của mắt nhé. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ lau cái, trước tiên mình sẽ lau cái thấu kính trước, lau sạch đã. Đáng nghĩa là phải tháo hẳn cả cái cụm này ra cơ, tháo hẳn cái cụm thấu kính này ra xong bắt đầu mình lau cơ. Nhưng mà nó phức tạp lắm, cái này khi mà mình tháo ra xong mình mà lắp vào mà không chuẩn là nó sẽ bị lệch. Thì tốt nhất mình sẽ lau bên ngoài trước và mình sẽ hơi chỉnh lại cái tia laser này một chút, mình sẽ tăng lên một chút. Đây đây này, đấy, mình sẽ tăng lên một chút tí tị thôi, mà phải đánh dấu nhá, nếu không đánh dấu là không chỉnh về ban đầu được. Đấy, bây giờ mình sẽ chỉnh và mình sẽ lắp lại và thử nhá. Để mình lấy cái bút màu đã. Rồi, bây giờ thì sau khi mình đã lắp lại bộ khung của CD này, lắp bong mạch lại và mình đã cắm điện. Bây giờ hiện tại cái phần mặt này thì mình tạm thời là mình vẫn đang để bên ngoài để kiểm tra, để mình kiểm tra đĩa đã. Sau khi mình nếu mà kiểm tra xong thì mình sẽ đấy, đây mình sẽ cho một đĩa vào thử nhá. Đấy. Đĩa đã quay rồi đấy. Rồi, mắt đã đọc, đã thông báo bài này. Đây, hiện tại đã thấy thông báo bài này. Bây giờ play chạy thử nhá. Rồi. Ồ, vậy là chạy tốt rồi đấy. Đấy. Nó cũng đơn giản thôi. Thì cái này thì trước tiên là mình các bác ở nhà mà thì cứ mình cứ kiểm tra trước đi, làm hết các bước trước. Sau khi mình đã xử lý xong mà mình chưa được thì hãy mang ra thợ, bởi vì cái này nó cũng không quá khó. Thì chúc các bác thành công nha. Chào các bác.